phao đâu, dính rồi, dính rồi. Ê bự luôn hả? Ê vô bự ngang. Em con này đúng không hả? Đúng đó chưa? Ơi bự luôn á. Nhận biển đi mà. Ủa giờ mình câu mình ném sao không hay gần sát vật? Xin chào mọi người nha. Nay anh em mình ra đây câu cá này, câu đầm hoang. Đầm này. Bạn mình câu dính cá nè các bạn. Bự không anh? Cá sọc sọc á. Tôi dính con này. Rồi. Các bạn. Thấy gì chưa? Con nào nó cũng ăn hết mà chưa, nó chưa tới lúc quá. Đúng rồi, đúng rồi, chạy. Rồi chạy luôn rồi. Dạ ơi. Còn lại. Con đó là con gì anh? Cá căng hay gì á. Ờ. Chứ con cá cháo là nó hút cá là vô tới hồ. Cá căng à. Căng cọt hả? Phải không? Cắn rồi còn cắn cọt nữa. Con đi dìa câu, dìa câu. Dìa câu còn kia lấy cần đâu vậy? Dạ, đúng rồi anh rồi. Rồi quất quất quất. Nhìn con nữa. Còn nữa nè các bạn. Đeo 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 cũng vui ha. Thôi đi về bệnh thả lỗ câu. Nuốt luôn rồi. Nè các bạn. Dính hai con. Để nhỏ xíu rồi. Con này mà ăn dữ vậy trời. Đi lại đằng này câu thử các bạn. Đằng kia không có cá rồi. Bọc đây thử xem sao. Thấy thế ăn đây mạnh. Hoài. Cá ăn nè bà. Ăn nè. Ôi chảy rồi.
chạy mục tiêu hả? Dạ mà đến lại mày căng dây đóng không? Dính nữa. Ăn hổng ghê, nguyên tôm về mà nuốt hết. Nó dữ rồi. Ủa, nó nuốt tút lút luôn rồi. Con bự vậy mà nó nuốt được thấy nó hay rồi đó. Miệng nó đâu bự lắm đâu. Ăn nữa nè các bạn. Ú. Rồi rồi. Rồi. Không. Nó nằm đó nữa ha. Giờ đánh ra chỗ đó tiếp. Ờ. Quốc chừng nào trên bụng thôi à. Đây đây, ới rồi. Lý ra chắc hết mồi quá. Rồi cho lên đi. Lên đường. Ủa phao đâu? Dính rồi, dính rồi. Ê bự luôn hả? Ê vô bự ngang. Êm. Con này đúng không? Hả? Đúng đó chưa? Ơi bự luôn á. Để hỗ trợ cần thủ bắt cá rồi. Chơi đúng. Ấy chạy chảo win. Đem hỗ trợ cần thủ bắt cá. Tuyệt vời. Con này giống con con gì ta? Cá cháu, đập lại nó nhảy nhảy nhảy. Con này giống con cá cháu. Cá rồng á. Ừ. Giống cá ngân lông. Ghen. Nãy giờ cũng có cá nhỏ không à? Cái này cá gì? Cá cháu. Con cá coi à? Chừng nắm cái đầu đi, nắm cái đầu lại nó không cắn đâu, cá nắm cái đầu lại. Ê, nó cắn gì nó có gai không? Nó có gai. Rồi con này nó hút nguyên con tôm vô luôn. Được. Rồi quá em. Ông kia ông câu mấy con cá chẽm hả? Dính cá chẽm hả? Cá cháo không á. Cá cháo này nè. Ừ con này nè. Cái này dắt chất chiều nó mới ăn. Đúng rồi. Giờ nó mới ăn. Quá trời luôn. Em đưa lại cất nha ông nội, coi mất nha. Trọng trách hơi bị bự nha. Thôi mình cũng phải làm con chứ. Cần này thấy lợi hại chưa? Em ha, cần này nhiều là đúng cảm giác luôn rồi. Vô kèo, vô kèo. Gắn làm cá cháo coi. Hả? Sao anh? Ờ, 5 con. Anh kia cũng chảy mấy con rồi. Sao lên con bự cái im luôn ta. Nó lù dịch hết rồi, nó lù phát hết rồi. Câu loại này á, là cái câu sáng sớm. Tép á là phải mua tép mà còn lại tươi á. Tươi á. Móc lên lưng mà còn dễ đạch đạch ha. Ngon luôn. Đó. Đó,
nó chết đó, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, mới thấy nó sáng qua đó. Chuẩn bị rồi đó, mê mê rồi đó. Em thấy mà, thấy nó lượn cái. Còn một biết, như rớt cái đầu á, đang dựng mặt á, nó quất hết cái đầu rồi nè. Còn ăn nè, chết mẹ tao, mày. Ấy thấy hả, cháu hả, thấy cháu chắc cá cháu nhưng mà nhỏ, thấy nhỏ xíu nhưng mà nó không phải con cá kia. Trời ơi là trời, yếu làm lại. Ôi gió thổi ghê. Lên cá măng nữa, lên luôn. Nói bự về là con nãy rồi. Thôi. Ê nó luôn. Rồi lên. Con nữa. Em. Đạp nữa, đạp, đạp, đạp đầu nó. Đó. Rồi. Đồ thất thủ liền chứ. Nè em thấy quỷ dữ lắm. Ừ, mày biết mà. Nè cầm về nữa. Thôi đừng dụ mạnh nữa nha. Coi chừng hả, mày cắn hả? Nó vậy không, á, nó không cắn đâu, bóp mạnh vô. Con này giống cá rồng ghê á. Tiếp tục. Bây giờ mình câu được 3 con cá nhí nhí nè. Cậu này thích nó mỗi tội hơi nắng. Ăn gì phao giật giật téo rồi. Đang chạy chạy từ từ chạy đó. Rồi sao? Giật 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 téo rồi. Chắc cá nhỏ. Chắc dính rồi quá. Caro. Đóng đi caro. Rồi dính rồi. Dính rồi. Chắc chúng nhí luôn quá. Ý. Caro. Caro. Có caro. Hí hí. Nhìn cách ăn tôi biết cá. Ghê vậy ma. Bây giờ tôi mới từng câu được một con mà. Ông nên con này ăn rô biển không? Hay rô phi? Rô phi ông nội ơi. Giờ ra biển câu con rô phi lên nhìn lạ luôn. Con rô phi mình hay câu, bây giờ ra biển câu nhìn lạ luôn á. Thấy mày rồi, tao thấy mày vừa nhíu rồi. Chết mẹ mày tao. Nửa đi, đó. Đó, nửa đó. Rô phi nữa. Tao thấy nhíu nhíu rồi mà. Rõ rồi, dứt, dứt. Chưa. Rồi. Cho nó rút luôn đi. Rút đâu, nói chìm sao là được. Ủa? Đó, giấc, giấc, giấc. Chưa. Bình tĩnh đi ông nội. Giấc nó chảy. Chảy cứt. Anh phải ăn chắc quả này. Anh chắc mặt bền đi. Lắc thay mồi nữa. Rồi nó bỏ luôn rồi. Ê, làm gớt đi ngang. Không vui đâu á. Khỏe ha. Im, im. Ngồi nó di di mấy cá nhỏ ngoài.
ghi rồi. Mới bán rớt bạc nha các bạn. Ê cảnh này 18 cộng, nhanh lên chú đi. Chạy lại. Rớt ngoài á. Đó nó nằm trên kìa thấy không? Bơi từ thôi. Từ hơn ra tới à. Bạn rớt vạc ngoài rồi nha các bạn. Nãy xuống không chịu khởi động. Hả? À, nãy quên quay. Nó thách mình. Nó kêu bắn rớt em bơi không? Con nào? Rớt luôn. Trên cái đó đó. Đủ cự. Xa à? Xa. Từ từ thôi. Đủ má mỗi giò chứ mẹ mày. Kêu chú chở vô vậy. Nãy giờ quay clip mà cứ nãy giờ cứ bíp hoài hả? Bíp hoài. Ông gà lấy cây đập đầu. Ừ, gà ông lấy cây đập đầu với mẹ nè. Ủa trên nước cạn gì hả? Lên được rồi nha các bạn. Con nó đậu trên đó hả? Ờ. Ê nhờ chú chở vô. Ôi đuối à. Vô quá rồi. Nè bạn, con vạc nè. Trời tối nó mới bay ông cây ra. Bắn chích queo luôn, ngay gần cổ. Bắn ngoài đây nè. Xuống ngoài bụi ngoài đây. Mình nãy cái nãy clip bay không? Có quay à? Khứa lùm. Có. Anh quay hết rồi.